chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phục hồi sau bối cảnh dịch COVID-19 do Bộ Tư pháp chủ trì thực hiện trong khuôn khổ của chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, ô tô lắp ráp sản xuất trong nước sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ theo nội dung Nghị định số 41/2023/NĐ-CP. Quy định về mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Trong bối cảnh sức mua trên thị trường ô tô Việt Nam từ đầu năm 2023 đến nay liên tục sụt giảm, chính sách này được các doanh nghiệp kinh doanh ô tô trong nước kỳ vọng sẽ tạo động lực kích cầu, kích thích tâm lý mua sắm ô tô của người dân, đồng thời giúp các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ô tô lấy lại đà tăng trưởng. Tại Nghị định số 41/2023 của Chính phủ quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ móc và semi-rơ móc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7, mức thu lệ phí trước bạ đối với các loại ô tô, rơ móc, semi-rơ móc và các loại xe tương tự ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ giảm 50%. Chính sách này được kỳ vọng sẽ giúp kích cầu thị trường tiêu thụ ô tô và các doanh nghiệp sản xuất tháo gỡ khó khăn trong nửa cuối năm. Ví dụ như tháng 6 này của chúng tôi trong gần như 25 ngày, chỉ có khoảng độ 30 hợp đồng được ký kết. Thì trong 7 ngày gần đây thì cái sức quan tâm của khách hàng, cái khách hàng đến tham quan và ký hợp đồng nó tăng lên khoảng 20 đến 30 xe. Nghĩa là như thế là phải thấy là cái sự tác động rất là tốt đối với cái việc giảm thuế trước bạ. Việc ban hành cái chính sách giãn thời gian nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cũng như là giảm 50% lệ phí trước bạ của chính phủ thực sự là có một ý nghĩa rất là lớn đối với cái doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp tháo gỡ những cái khó khăn hiện nay. Cái việc ban hành chính sách này thì đã giúp doanh nghiệp giảm bớt cái áp lực về phần tài chính, tạo ra một cái dòng tiền lưu chuyển để có thể hỗ trợ cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Theo ước tính của Bộ Tài chính, việc áp dụng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước trong nửa cuối năm nay có thể giảm thu ngân sách từ 8.000 đến 9.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi nhu cầu mua tăng cao, nguồn thuế thu cũng được kỳ vọng sẽ tăng lên. Trong thực tế thì cái việc giảm cái lệ phí trước bạ nó có thể làm giảm khoảng hơn 8.000 tỷ cái nguồn thu của ngân sách trong 6 tháng cuối năm 2023. Tuy nhiên, chúng ta thấy rằng là với cái việc mà giảm cái nguồn thu như thế thì nó có thể giúp cho cái việc mở rộng cái chi tiêu của người dân cũng như tăng cái giá bán, tăng cái khối lượng bán hàng của các cái doanh nghiệp trong nước ấy, nó sẽ làm cho cái mức thu phí trước bạ có thể tăng lên từ khoảng 11 đến 12 ngàn tỷ và từ đó nó góp phần làm cho các cái doanh nghiệp vừa bán được nhiều hàng hóa, tăng cường sản xuất nhưng đồng thời cũng tăng cái nguồn thu cho ngân sách. Ước tính năm nay, tổng số thuế được gia hạn khoảng 11.000 tỷ đồng, có phần giúp doanh nghiệp khắc phục cơn khát vốn hiện tại. Có thể nói đây là những cái chính sách rất trúng và đúng tại cái thời điểm trong cái bối cảnh dịch bệnh. Nó có tác dụng đối với doanh nghiệp thì để làm một cái tạo ra cái nguồn vốn cho doanh nghiệp để tái đầu tư, có nguồn lực để đầu tư sản xuất kinh doanh. Nếu mà thực hiện nghị định này đấy thì sẽ giảm lệ phí trước bạ khoảng trên 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng rằng việc áp dụng chính sách này sẽ góp phần hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp và người dân, và doanh nghiệp sẽ có nhiều nhu cầu để mua sắm ô tô phục vụ cho tiêu dùng cũng như là phục vụ sản xuất kinh doanh. Việc gia tăng về số lượng ô tô tiêu thụ đấy thì sẽ có thể bù đắp được cái số thu do giảm chính sách. Thực tế, những năm trước đây cho thấy, việc giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô lắp ráp sản xuất trong nước đã trở thành bài thuốc hữu hiệu, góp phần cứu thị trường ô tô khỏi nguy cơ khủng hoảng. Vì vậy, việc chính phủ tiếp tục ban hành chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô lắp ráp sản xuất trong nước lần thứ ba kể từ năm 2020 sẽ góp phần giúp cho doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô giảm bớt áp lực sau nhiều tháng liên tiếp phải gồng mình chịu lỗ để giảm giá, xả hàng nhằm vớt vát doanh số. Chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước sẽ có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Đến đây chương trình cũng xin được khép lại. Cảm ơn Bộ Tư pháp, chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 đã hỗ trợ thực hiện chương trình này.
Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.